dự án nhà ở xã hội Lotus Garden phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của công ty cổ phần khai thác xây dựng vận tải Phương Nam khởi công vào sáng nay ngày 21 tháng 11. Buổi lễ có sự tham dự của ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh. Công ty cổ phần khai thác xây dựng vận tải Phương Nam cho biết, dự án có diện tích 11.630 m2, gồm hai block chung cư cao 17 tầng với 504 căn chung cư và 14 căn nhà phố thương mại. Về tiến độ dự án, block chung cư A1 bàn giao trong quý 4 năm 2024, block chung cư A2 bàn giao quý 2 năm 2025. Đại hội công đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11 đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 với 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết sáng nay phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phan giang thắng gặp gỡ đoàn đại biểu trước khi đi dự đại hội tại hà nội phó bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị đoàn đại biểu tỉnh đồng tháp tham dự đại hội với tinh thần nghiêm túc trách nhiệm tuân thủ nội quy tham gia đầy đủ các hoạt động của đại hội cũng như tham luận thảo luận đạt chất lượng những nội dung được yêu cầu qua đó mỗi đại biểu cần phát huy hình ảnh con người đồng tháp lan tỏa mô hình hay cách làm mới của hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 chiều ngày 21 tháng 11 tại xã Tân Quy Tây. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Phan Giang Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Văn Chuẩn, Bí thư Thành ủy Sa Đéc. Ông Nguyễn Thanh Phong, Chánh Văn phòng Thành ủy Sa Đéc có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Sa Đéc. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cử tri thành phố Sa Đéc phản ánh đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố tình trạng xuống cấp đoạn đường DT852, mặt đường không đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của người dân. Do đó đề nghị mở rộng đoạn đường DT852, đề nghị quan tâm gia cố kênh trung ương có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến đời sống dân sinh dân dân. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phan Giang Thắng đề nghị tổ thư ký ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri, đồng thời mong muốn ngoài các buổi tiếp xúc cử tri, Bà con cử tri có thể phản ánh các vấn đề phát sinh từ cơ sở đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố qua nhiều kênh khác nhau. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Trí Quang cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Cao Lãnh có buổi tiếp xúc cử tri tại phường 6, thành phố Cao Lãnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa mong muốn cử tri thẳng thắn bày tỏ chia sẻ ý kiến về những vấn đề đang tồn động tại địa phương để đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố xem xét, tháo gỡ. Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng phản ánh 11 nội dung về những vấn đề đang tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn. Trong đó, phản ánh kiến nghị của cử tri chủ yếu xoay quanh các vấn đề như bất cập trong thủ tục hành chính, quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy dân dân, Tất cả phản ánh kiến nghị của cử tri đều được lãnh đạo phường 6 và thành phố Cao Lãnh trả lời theo thẩm quyền. Tại xã Thanh Mỹ, quyền Tháp 10, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong buổi tiếp xúc có 20 lượt ý kiến của cử tri, trong đó nhiều cử tri có ý kiến về tình trạng cơ sở hạ tầng giao thông của xã đã xuống cấp do thời gian xây dựng đã lâu. Vì vậy, kiến nghị xây dựng nâng cấp các tuyến đường và tuyến bờ bao để người dân thuận lợi trong lưu thông, giao lưu hàng hóa và đảm bảo sản xuất, chế độ chính sách đối với đối tượng người có công như hỗ trợ sửa chữa nhà ở, đời sống, việc kiểm soát chất lượng hàng hóa trên thị trường, dân dân. Chiều nay ngày 21 tháng 11, tại Cục Thuế tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Trí Quang đến dự hội nghị tuyên dương thành tích tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2022. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, trong năm 2022, tổng thu ngân sách ước thực hiện hơn 7.287 tỷ đồng, đạt hơn 108% dự toán Quỹ ban Nhân dân tỉnh giao. Để ghi nhận tôn vinh thành tích và khích lệ sự đóng góp vào ngành thuế, hội nghị đã tuyên dương khen thưởng cho 120 tổ chức doanh nghiệp cá nhân kinh doanh. Sáng ngày 21 tháng 11 tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Chủ đề của tháng hành động năm nay là đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Tháng hành động sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12.